Hello, xin chào các bạn, welcome các bạn đến với KT Food Stories. Hôm nay mình đưa các bạn đi đâu biết không? Đưa các bạn đi xem cái cây táo tàu ở sau lưng của mình nè. Đó, trời ơi, sau lưng của mình nè. Đó, năm rồi mình tới là cái cây quá trời trái luôn mà mình không có dịp quay. Hôm nay mình tới mình quay chia sẻ cái cách trồng táo tàu như thế nào để cho nó ra nhiều trái nha các bạn. Bây giờ mình quay cái cây cho các bạn xem nhìn nó như thế nào nha. Nhìn cái táo tàu nè, chỗ cái trái của nó bự khủng khiếp luôn. Cái trái này á, là bự hơn cái trứng luôn nha các bạn. Cái trứng gà đó. Nhìn thấy mê chưa nè. Trời ơi, quằng nhánh luôn. Nè, nó quằng xuống dưới đất luôn nè. Đó. Nhìn thấy mê chưa. Trời ơi, quá chừng luôn, chắc cả ngàn ngàn trái luôn á. Hôm nay sẽ chia sẻ cái bí quyết làm sao mà nó ra nhiều trái như vậy nha. Qua bên đây nè. Trời ơi. Quăng nhánh tới nỗi phải lấy cái sợi dây á, cuộn nó lên. Buộc nó lên chứ, gọi là cuộn. Đây. Quá. Cái trái này nè. Wow. Những cái trái này nó ngọt lắm nha. Đây nè. Sẵn đây khoe cái vòng tay may mắn tiểu muội mới làm cho KT nè các bạn. Đó. Nhìn thấy trái tim lung linh chưa? Wow. Bạn nào mà thích cái vòng tay may mắn á, muốn đặt á thì email cho KT nha, mình sẽ để cái email trên cái màn hình này nha các bạn. Dễ thương nha, lung linh chưa nè. Đó, lung linh lắm luôn. Những cái trái như vậy là nó ngọt lắm luôn nè các bạn. Nám nám vậy nè, ngọt lắm luôn á. Đó. Đó, nó dễ không? Khi mà nó chín á, mình không có cần dùng sức. Nhẹ một cái thôi là nó rớt ra liền à. Trời, trái này ngọt lắm nè. Đó. Nè các bạn, mời các bạn nha. Cái này không cần rửa, biết làm sao không các bạn? Chùi lên áo vậy nè. Này organic, ở nhà trồng là phân organic đó các bạn. Mời các bạn nha. Các bạn nghe độ giòn của nó không? Nghe đầu giòn sực sực các bạn, công nhận cái táo này nè. Nó ngọt khủng khiếp luôn. Ngọt mà ngon quá. Mình đang núp ở dưới bóng cây mình ăn. Trời, cái ly nóng quá. Mấy bữa này nóng quá. Dễ thương không? Hôm nay trời nóng quá. Phải mặc đồ như thế này nó mới đỡ. Đỡ nóng các bạn ơi. Đội nón lên. Táo tàu công nhận nó ngọt. Mà nó giòn. Mà bạn của mình nó rất là dễ thương. Các bạn biết sao không? Trồng như vậy á, nhưng mà đa số là cho bạn bè hết à. Mỗi lần nha, mỗi lần mà mình tới á, mình nói là không không, mình không có lấy cái gì hết á. Mình tới chơi thôi, tới quay thôi. Mà hả, bạn của mình là tự giác, tự động tự giác. Hình như càng nói không lấy thì tự động tự giác lấy bao, tức là hái sạch trội để đem về cho mình. Rất là dễ thương. Tức là không phải cho mình thôi mà bạn bè khác tới là cứ tự nhiên tới mà hái, thấy thương. Cây trong vườn cũng vậy nữa các bạn. Hôm bữa nha, năm rồi mình tới, nói hôm bữa chứ năm rồi mình tới mình tính quay cái cây này, cây táo. Mà sau đó bận quá mình không có quay.
mình tới mình hái ớt, chủ yếu là mình thích ăn ớt đó. Trời ơi, ớt nhà anh chồng hả, nó to to như nào, nó mà nó không phải là cay xé lưỡi, ăn rất là ngon mà đẹp nữa, nhìn đẹp nữa. Trời nóng quá chừng luôn. Hôm bữa mấy bữa trước mình quay cái video, không biết các bạn nào coi không, video về kem dưỡng da, mà video về mặt nạ ngủ á các bạn. Mình quay xong mình xỉu á các bạn. Bởi vì tâm sự nhỏ nhỏ thôi. Bởi vì nóng, trời nóng quá mà mình quay ở ngoài trời mà mình uống không có đủ nước, gọi là mình bị mất nước với lại tụt huyết áp á. Mình vô thấy là mình vừa vô trong nhà nha, ôi trời, xây sẩm mặt mày không thấy đường luôn, lúc đó sợ thiệt luôn á. Khi mà mình làm về YouTube, bạn nào làm về YouTube mà là bạn sẽ cảm thấy, hay là đi quay phim đi, bạn mới thấy thương những người nghệ sĩ. Mình chỉ ý là quay có một chút thôi, khoảng 1 tiếng đồng hồ thôi mà mình chịu không nổi. Các bạn tưởng tượng đi, những người nghệ sĩ người ta phải mặc đồ lớp 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 lớp, nhất là đóng những cái phim mà về kiếm hiệp, trời nắng như vậy chịu sao nổi các bạn. Hồi ôi, nghĩ mới thấy thương những người đó các bạn, những người diễn viên với lại nghệ sĩ các bạn ha. Các bạn ơi, và bây giờ mình sẽ giới thiệu chủ của căn nhà này và cái cách ảnh chia sẻ như thế nào để mà trồng nó tươi tốt như vậy nha các bạn. Các bạn ơi, thì đây hôm nay mình chia sẻ với các bạn cái cách trồng cây sao cho nó ra nhiều trái sai trái như vậy nha. Đây là chef Ken, đây là bạn của mình, anh ấy là chủ của cái cây này nè, chủ của nhà này nè, là nguyên cái vườn này anh chăm sóc lắm, mình cho các bạn xem sau nha. Cái thi chào các bạn. Thì anh chia sẻ với mọi người là anh trồng những cái năm đầu tiên mình phải trồng như thế nào để sau này mình không có cần phải chăm sóc nhiều nữa. Táo này là táo họ nhà Ly, Sansili là cái tên của cây táo này. Mấy năm đầu, khoảng chừng khoảng 3 năm đầu á, thì cứ mỗi tháng 3 đó, khi mà bắt đầu trời bắt đầu ấm lại á, thì mình bón phân bò khoảng chừng 1/2, 1/3 của một cái bao phân bò vậy đó, chung quanh gốc, rồi mình tưới nước. Cái cây táo này nên tưới deep, có nghĩa là tưới tưới deep có nghĩa là tưới khoảng chừng cho nó ngập mặt đất lần đầu tiên. 15 phút sau mình trở lại mình fill thêm một lần nữa. Mà một tuần mình tưới 2 lần hay 3 lần? Trung bình là 2 lần, 2 lần. tại mình cũng lười lắm cho nên không 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 có tưới nước nhiều. Nhưng mà cái phân bò đó là anh có bỏ gì, mix gì nữa không hay chỉ là Không, phân bò thôi? nếu mà mình trồng dưới đất á, thì chỉ cần phân bò thôi là được rồi. Nhưng mà cái điều đặc biệt là nó thích nắng và nó thích nước lúc mà mới ra đó. Còn bây giờ cái cây này á, thì cũng khoảng 10 năm rồi cho nên mình không có tưới nước nhiều nữa. Nguyên năm nay đó, trong vòng 12 tháng tới bây giờ mình chưa bón phân bất cứ phân gì hết, Mà nó ra như chỉ vậy có tưới đó. nước thôi, tại vì cái rễ nó đã đi sâu quá rồi. Công nhận cái táo tàu này nó ngọt lắm các bạn ơi. Nó ngọt mà nó giòn ăn đã dễ sợ luôn, tức là mình ăn cái này mình không có muốn ngừng ngừng miệng luôn, là nó ngon và ngọt á. Khi mà cái cây này mà khoảng chừng thêm 1 tuần nữa là mình nó sẽ đỏ lên. Thì cái những cái trái lớn là ở đợt 1, những cái trái nhỏ là ở đợt 2 nè. Sau khi mà mình hái hết trái rồi đó thì mình trim nó, những cái nhánh nhỏ 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 này, nhỏ nhỏ là mình sẽ cắt nó đi. Ăn năm đó, những cái nhánh nhỏ khác ở trên thân to đó, những cái nhánh to đó nó sẽ ra những cái nhánh mới nữa, và những cái nhánh mới đó sẽ cho trái khác và nó nhiều hơn. Nếu mà mình không trim nó đó thì cái cây này nó phát triển nhanh lắm, nó sẽ rất là Ông mệt tầm và trái nó cũng không có được nhiều. Công nhận. Nhưng mà anh nhớ mua cái cây táo tàu này đâu? Cái này là cái vui là mình không có đi nursery mình mua, mà mình mua ở ngoài cái mấy cô chú bán ở ngoài chợ ABC đó, Chợ cái chợ ABC. ABC mà của xa đó. Họ Ok. để 10 năm trước thì họ để ngoài hành lang đó.
cái cây trong chậu đang bán có sẵn trái chín luôn. Oh, okay. Cho nên mình nói mình lấy một trái ăn thử coi nó ngọt hay không, được không? Thì cái cô đó có nói con cứ ăn, đó thích thì con mua. Ăn vô nó ngọt giống như đường vậy đó, mà nó giòn mà nó ngọt mà nó juicy chứ không phải nó đúng rồi, nó không nó, có khô, nó khô giống như cái da. Thì mình thấy mình ưng ý thì mình mua thôi. Mà lúc đó mình mua 10 năm trước mua cũng khoảng 25 đồng. Mà bây giờ anh nghĩ cái này mình trồng hộp được phải không anh? Nó lâu thôi phải không? Lâu lắm. Đa số là mình không biết làm sao nữa, nhưng mà mình nghĩ chiếc thì nó lạ hơn. Này là cái giống này là không cần, này là may mắn nữa, vô tình lụm được bí kíp á. Chỉ cần nắng, nắng 100% nha, full sun và nước. Và nước. Vậy thôi. Tại vì mình theo cái môn phái gọi là lười. Cho nên cây cho sao mình ăn như vậy chứ mình cũng ít có khi nào chăm sóc lắm. Mà ảnh nha, ảnh giỏi lắm, chẳng những là những cái cây này ảnh trồng rất là tươi tốt mà còn nấu ăn là số 1 luôn. Nấu ăn là cho bà xã, cho gia đình đó là số 1 luôn. Mỗi lần tới ha là ảnh nấu đủ thứ đồ ăn á, rất là giỏi luôn. Cảm ơn anh nhiều lắm nha, đã cho Katie tới tặng uống nước dừa nữa, rồi quay, rồi là ảnh để phụ cho, làm diễn viên phụ, hỏi diễn viên phụ là gì ảnh. Đây nè các bạn, là lấy cây dù ra cho mình, tại vì nghe mình nói hôm bữa mình xỉu á, thế là ảnh lấy cây dù ra che nắng cho mình để mình quay các bạn. Cho nên là mình vừa cầm dù mình quay cho ảnh, cho nên là không có thấy cái mặt của mình, các bạn thông cảm nha. Tại vì hôm bữa trời nóng quá luôn, ở đây nóng lắm mà anh còn chịu đứng ở dưới trời nắng để cho mình quay, mình rất là cảm ơn, rất là chân thành cảm ơn anh nhiều lắm nha. Thì bây giờ sau cái cây táo tàu thì anh Ken, anh muốn giới thiệu với các bạn là lá cách, về lá cách nha. Mình nghe, mình cũng đây là lần đầu tiên mình nghe lá cách nè. Không biết có bạn nào nghe về lá cách này chưa ạ? Cái này là bonus nha, hôm nay là chủ yếu là muốn quay cây táo tàu. Nhưng mà anh Ken anh nói có lá cách nè, các bạn biết lá cách là lá gì không? Lần đầu tiên mình nghe nói lá cách đó các bạn. Lá cách, đây là lá cách nè. Wow, nhìn thấy đẹp không? Nói chứ không phải đẹp mà là lạ đó các bạn. Ôi ôi, quá chừng luôn kìa. Mà lá cách này rất là hiếm nha, mình lần đầu tiên mình nghe luôn á. Anh nói sơ sơ về cái lá cách. Lá cách này ở miền Tây thì mình hay làm xào với ớt. Ớt xào lá cách nè. Rồi lương ung lá cách nè. Có thể sau này xào với thịt gà cũng được, xào với thịt bò cũng được. Và cái mùi của lá cách thì nó gần giống như lá lốt, nhưng mà nó nhẹ hơn. Những người nào mà không có chịu được cái mùi lá lốt đó, thì tại vì nó hăng quá đó, thì có thể thay thế bằng lá cách. Lá cách cũng có thể cuốn bánh khọt, bánh xèo, ăn giống như một cái loại lá rừng mà để cuốn. Nhưng mà cái vị nó có chua hay là gì không anh? Nó hầu như là không có vị. Vậy hả? Đại khái có mùi chút xíu vậy thôi. Nhưng mà nó ăn nó có tốt cho giống như là vị thuốc hay gì không? Có, là nó là một vị thuốc. Vị thuốc như thế nào thì Google sẽ biết. Không bổ bề ngang cũng bổ bề dọc. Nói chung ăn rau cải, lá cây này nọ là tốt ha, veggie ha. Ở Việt Nam á, mà muốn ăn một lần bánh xèo mà cho đủ, gọi là đủ dân dã đó, nó có tới 70 loại rau rừng. Wow. Thì lá cách là một trong những cái loại đó. Wow, có lý quá. Và cái này là mình trồng bằng cây phải không anh? Giống như là nó rụng xuống hay là sao anh hả? Hay là mình chiết nhánh? Nó có bông nhưng mà giống như bông đây nè, hạt nè. Nhưng mà ở Mỹ này, mình ở Cali này, mình ươm mấy lần rồi, không bao giờ lên. Cho nên chỉ có cách duy nhất là mình chiết là 100% lên. Còn mình ở Việt Nam á, nhiều lắm người ta ở Việt Nam trồng làm hàng rào luôn. Người ta chỉ cần cắt cái nhánh rồi ghim xuống là nó lên. Nhưng mà ở đây mình cắt cái nhánh ghim xuống nó chỉ lên 20% thôi. Có nhánh cũng xuống cắt xuống. Vậy ở đó. Việt Nam là làm vậy. Nhưng mà ở Mỹ này, nhất là ở Cali, cái thời tiết nó không có được, độ ẩm của nó không có. Nó rất là thấp. Cho nên nó không chịu được. Nhưng mà cái này anh mua ở đâu à? Hay là bạn tặng? Nursery có nhiều. Nursery có bán à. Nghe có lý quá. Trời ơi, vậy là để Katie
xin một ít về để làm cái gì ta, làm lá, bánh xèo hay là cuốn lá lợ, cuốn lại mình nướng giống như cuốn lá lốt vậy đó ha. Đúng rồi, có lý ha. Ồ đúng lắm. Rồi. Nhưng mà cái lá nào là mình ăn được anh, hay là lá lớn lá dài gì cũng được. À, khi mình ăn mình lựa những cái lá nó đừng non quá. Non quá ăn nó không mùi vị gì hết, cắt ngang á nó chĩa ra nhiều nhánh lắm. Tha hồ ăn luôn. Wow, có lý quá. Thì để em xin một ít về để làm mà cũng như là bò ăn với bánh hỏi á các bạn. Trời ơi, nghe thôi là thấy thèm rồi. Mặc dù chưa bao giờ ăn nhưng mà mình thích ăn, mình thích thử trải nghiệm những món ăn mới lạ, nghe là thấy thèm với sợ luôn. Đây này có một cái canh chiếc xong rồi nè. Trời ơi. Chút nữa đem về. Trời ơi, thấy thương chưa? Cái này là vô tình lụm được bí kíp á các bạn. Qua là không có ý định xin cái gì hết nha. Cảm ơn anh nhiều nha. Ủa nhưng mà anh có chiếc cho ai không? Mình có tặng một vài người nhưng mà không có tới. Ồ, vậy là anh... ai tới trước là được chứ. Ôi thấy thương chưa các bạn, tối ngày cứ đi chiếc cành chiếc cây vậy tặng cho bạn bè vậy đó. Còn đây là cây cam nè các bạn ơi, cây cam này á mỗi năm á là trời ơi trái nhiều lắm nhưng mà hái hết rồi, bây giờ còn trái xanh. Cái cây cam này là ở trong cái ruột nó đỏ chét à, nó không phải giống như cam bình thường, ruột đỏ. Nó chua chua ngọt ngọt ngon lắm các bạn. Tới mùa hả mình sẽ quay cho các bạn xem nguyên cái cây ha, nhìn đã lắm mà phải leo bằng thang lên mới trên đó nha. Mới hái được tại nó cao lắm. Nó chùm luôn á, lúc mà các bạn biết không, nó mà đầy cây luôn á, các bạn nhìn thấy mê lắm. À mình phải trồng ở trong đó ha. Bây giờ cho các bạn coi cái cây quế vị. Mình chừng nào mình ăn mình dở lên mình hái mình ăn thôi. Ủa vậy hả? Dạ. Ồ. Ngon quá ha. Dạ. Rồi. Bây giờ mình đang ươm nó lên. Hai thùng bên đây là mình đang ươm giống lại. Còn cái này bên đây á thì mình chuẩn bị mình cho một vài bạn ở trong vườn nữa. Ba thùng á mà cho riết còn có nửa thùng. Bây giờ mình phải ươm thêm để mà để cho tiếp. Vậy chừng nào có cho em với? Một chút nữa lấy luôn. Lấy xong rồi về tìm cái thùng giống vậy, cái mình cứ bỏ đất rồi mình ấy luôn á ha. Không trồng đất nha. Cái này trồng bằng potting soil hả? Potting mix. Trộn với peat moss. Ồ. Vậy hả? Không, mình không trồng phân, không trồng đất. Còn cái cây này là ôi ôi. Cái cây này là cây quýt mà quá trời trái nhưng mà không ai ăn cho nên nó héo hết trơn. Rồi dàn bầu nữa kìa. Sân của nhà ảnh rộng lắm mà ảnh làm cũng gọn lắm. Ồ đây là cây điệp nè. Ồ phượng vĩ ha. Nãy nghe. Trời tiếc một cái là chưa ha, chưa có la, chưa có bông phượng vĩ. Ôi ôi ở bên Nam Cali mà có cây phượng vĩ ha. Đợi mai mốt ra hoa. Anh có định trồng dưới đất không? Có. Tính trồng chỗ này để lấy cả 4 mát cho nhà. Oh wow. Cây này được Thu Phan tặng. Thu Phan ở bên Texas. Oh, ủa mà tặng sao qua được bên này là sao không có hiểu, làm sao tặng được? Nhờ Sanh Đông trở về. Sanh Đông đi qua bên đó đó hả? Ok. Trời. Để đi qua quay. Còn một cái giống bầu này là từ bên Đức của chị trên vườn. Ê, đây nè. Cái đó là để giống. Trời ơi, nó dài. Dài rất khủng khiếp. Khó. Oh my god. Này chắc nó dài hơn mình luôn á. Ủa này ngon lắm anh. Ngon lắm. Đây nè. Đó, rồi cây mãng cầu. Trời ơi, cho các bạn coi cây nhãn nè, thấy thương chưa, thấy luôn á. Nó nhỏ xíu nó lùng sủng à. Mà nhìn trái nè. Trời đất ơi. Nhìn cưng ghế này mấy năm lại chắc là đã lắm luôn á. Hẹn lại mấy năm nữa. Rồi rau răm, ớt. Đây cây ớt này, năm rồi mình tới mình hái trụ lũi. Thấy thương thôi luôn nè. Nhưng mà wow vậy đó hả. Đây nè. Ớt này nó cay cay mà nó đẹp lắm, nó dễ thương lắm. Nó tròn tròn, lùng lùng. Rau răm. Rau lan. Trời ơi, đủ thứ hết. Bạc hà. Quá chừng luôn mà anh ăn không kịp luôn á ha. Rau đắng.
Rau, ôi này, ôi, cái tắc nè. Cái tắc Mỹ á. À, cái loại, à, cái loại dài dài á. Cây chanh, phải không anh? Này chanh ha. Chanh này nó không có chua mà nó thơm mùi cam. Ồ, vậy nó lai rồi. Salad. Dạ. Yeah. Đây, rau đắng nè. Cái này có bún mắm là... Trời ơi, nhắc bún mắm là thấy thèm rồi. KT xin cảm ơn anh Ken thêm một lần nữa đã cho phép KT tới đây quay về cây táo và cái vườn của ảnh và tặng KT nhiều món quà rất là dễ thương. À, bây giờ mình tạm thời chia tay các bạn ở đây nha. Video tới đây cũng dài rồi. Nếu như mà bạn có thắc mắc gì xin để comment ở phía dưới, mình sẽ cố gắng trả lời nhanh nhất có thể. Và nếu như bạn nào thích video này mà chưa có subscribe kênh của KT, xin hãy bấm nút subscribe, like và share, chia sẻ với gia đình và bạn bè nha. Ở kế bên cái nút subscribe nó có một cái chuông, bạn bấm vào cái chuông đó thì sau đó bạn bấm chữ O, tức là cho tất cả đó, thì nó sẽ thông báo cho các bạn biết mỗi khi mình lên một cái video mới hay là mình bỏ lên những cái post những món hàng giảm giá cực mạnh. Thank you for watching. Bye bye. See you next time.